mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với LC Thiên Đường Quần Bò Nam Đẹp. Chúng tôi là đơn vị chuyên nhập khẩu, sản xuất, bán buôn bán lẻ các mẫu quần jean nam số 1 trên thị trường hiện nay. Trước khi vào video, các bạn đừng quên ấn like, đăng ký kênh và bấm chuông để cập nhật những mẫu sản phẩm mới nhất, hot nhất trên thị trường các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ mang đến cho anh em một mẫu quần mới. Mẫu quần này thì mình tin chắc là sẽ mang tới xu hướng thời trang năm 2023 cho anh em, cực kỳ là chất luôn. Trước mặt anh em đây thì em cũng thể thấy bên ngoài tổng thể của chiếc quần cực kỳ là chất, như là trên phía trên đây có tác bìa được may vô cùng là cẩn thận với những họa tiết logo của sản phẩm này. Phía dưới túi chúng ta cũng được may với đường chỉ đôi khá là chắc chắn và bền bỉ. Đây chúng ta có một họa tiết đường chỉ thẳng rất là tinh tế phải không các bạn, nhìn rất là sang. Phía dưới đây, phía dưới túi chúng ta có một chiếc vải màu hồng được may phía dưới túi bằng lớp chỉ màu nâu, tạo lên cảm giác vô cùng là nổi bật đấy các bạn ạ. Túi thì thiết kế rất là rộng rãi, màu vải là màu đen xám, phù hợp với mọi lứa tuổi các bạn ạ. Mặt trước của chiếc quần thì các bạn cũng có thể thấy chiếc quần này rất là nổi bật với những chi tiết như là các vết rách hay là những vết mài bạc ở phía bên đuôi, được quá rất là đẹp phải không các bạn. Những vết rách ở đây thì chúng ta được nhà thiết kế vô cùng là tinh tế luôn các bạn ạ. Ở phía bên ngoài chúng ta được may những đường chỉ hình khối để bảo vệ phần mài rách này. Ở phía bên trong thì chúng ta còn có một lớp vải lót được kẻ caro đây, màu cực kỳ là sặc sỡ. Chúng ta sẽ yên tâm khi mặc vào mùa đông mà không sợ bị lạnh các bạn ạ. Cực kỳ là chất, chắc chắn. Đây chúng ta có rất là nhiều vết rách lớn, nhìn rất là bụi đời phải không các bạn. Ở phía bên trên thì chúng ta có đinh tán màu đen được khắc chữ phía bên trong đây, các bạn nhìn thấy chưa, rất là đẹp. Cái quần của chúng ta thì cũng được làm bằng kim loại và được sơn màu đen để cho đồng bộ cả màu quần đó. Chiếc quần này rất là đặc biệt vì được thiết kế một phần có thể gọi là chỉnh size quần một cách rất là dễ dàng và thuận tiện, và chúng ta không cần phải đeo thắt lưng đó, các bạn thấy chưa, rất là gọn lẹ. Khóa quần của chúng ta thì được làm bằng đồng 100% nguyên chất nha các bạn nha. Đây các bạn nhìn này, đó, kéo rất trơn tru, rất là mượt mà, không sợ bị han gì nha. Ở phía bên trong chiếc quần của chúng ta thì cũng được may bằng những đường chỉ đôi. Đấy các bạn cũng có thể thấy đấy, khiến cho chiếc quần chúng ta thêm chắc chắn là bền bỉ, không sợ bị bục đâu anh em ạ. Túi quần thì được làm bằng vải trơn, rất là mềm mại, thoải mái khi chúng ta mặc mà không sợ bị khó chịu. Phía bên trong đây thì những chiếc đinh này được thiết kế này, các bạn nhìn thấy chưa, rất là tuyệt vời. Về ống của chiếc quần thì chiếc quần này là chiếc quần suông nên ống cực kỳ là rộng rãi và thoải mái, có thể che đi được khuyết điểm của anh em. Chất liệu vải thì là bằng cốt tông 100% cực đanh, các bạn nhìn này, nó rất chắc chắn nhá, 100% là cốt tông nên sẽ không phai màu, không sổ lông, anh em cứ thoải mái sử dụng. Ở phía sau thì anh có thể thấy một số điểm đầu quát bạc, nhìn rất là nổi bật phải không anh em. Phần gấu quần thì rất là ít chiếc quần được mài bạc ở dưới phần dưới gấu quần, nhưng chiếc quần này được mài bạc này, các bạn nhìn này, rất là đặc biệt. Đường chỉ may ở phía bên trong thì cũng rất là đều và đẹp, các bạn nhìn nhá. Đó, vì chiếc quần này được sử dụng là công nghệ may tân tiến nhất nên là những đường chỉ này vô cùng là tuyệt vời, cực kỳ là cân đối, không một chút lỗi nầm nào cả. Vừa rồi mình đã giới thiệu qua cho anh em về mẫu quần jean là ống suông mài rách phong cách bụi đời cực cháy. Nếu anh em nào thích chiếc quần này thì hãy liên hệ ngay cho LC qua Zalo và số điện thoại mình để ở phía bên dưới màn hình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.